Xin kính chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Với đội ngũ những biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình an ninh chính trị xã hội diễn ra trong nước và quốc tế. Sau đây là những điểm tin chính có trong chương trình. Bản tin ngày 12 tháng 9 năm 2023 trên kênh Bản tin 24 giờ sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, người dân Trung Quốc đang hoảng loạn vì những thông tin ngày tận thế ập tới trên đất nước này. Giờ đây lũ lụt, thiên tai, động đất, sóng thần tràn ngập khắp nơi ở Trung Quốc, mở ra những trang mạng, báo chí, truyền hình chỉ thấy lũ chồng lũ, núi lửa rồi tiếp đến động đất, bao nhiêu tai ương dịch họa. Trước hết, mới đây trên kênh truyền hình CCTV đã phải cố trấn an dư luận vì tin đồn ngày tận thế với việc 6.000 tấn mưa bụi của vũ trụ đổ ập vào trái đất và vùng quái vật địa ngục sắp nổ sẽ rơi chúng xuống khu vực hoang nguyên của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc vốn mê tín và tò mò những sự hiếu kỳ, từng túng tụ, tụ năm tụ bảy ở khắp hang cùng ngõ hẻm để dì tai nhau những nỗi kinh hoàng mà họ cảm nhận. Trước đó, trên một tạp chí của Hội Thiên văn và Vũ trụ Thượng Hải đã đăng tải, phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ ra đã gây ra sự hoang mang cho dư luận. Nhiều nhà khoa học tin rằng, vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm nay thì những vụ nổ trên có thể xảy ra. Trong một diễn biến có liên quan, 338 trận mưa bụi ngoài hành tinh có thể đổ xuống trái đất vào năm nay với mức thông thường. Thông tin dò dỉ mới đây về việc phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ cận kề trái đất có khả năng hủy diệt loài người, cũng như trái đất trong năm nay sẽ phải hứng chịu gần 6.000 tấn mưa bụi ngoài hành tinh ập xuống, đã gây ra hoang mang và lo lắng trong dư luận. Nhiều người tự hỏi, phải chăng sẽ xảy ra một ngày tận thế hay không? Thực hư về những thông tin kinh hoàng gây ra xôn xao dư luận như nào và diễn biến của những sự kiện trên ra sao? Mời quý khán thính giả cùng tìm hiểu trong bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, một phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ đang cận kề trái đất. Cepheus Bruce là một trong những thế giới đầy những ngôi sao quái vật màu xanh lam cực nóng, lớn gấp 3 đến 6 lần mặt trời và sắp nổ tung. Các nhà khoa học Anh và Pháp đã tính toán lượng vật chất trong không gian rơi xuống trái đất mỗi năm và đưa ra con số kinh dị trong nghiên cứu mới đây. Trong bài công bố trên tạp chí khoa học SN Planetary, Sreesai Lester, một nhóm tác giả đến từ khoa học Paris-Saclay Pháp và trường hóa học thuộc Đại học Leeds Anh đã cho biết, trung bình có đến 15.000 tấn mưa bụi trong không gian đi vào bầu khí quyển của trái đất, trong đó ít nhất 5.200 tấn sẽ chạm được tới mặt đất mỗi năm. Tuy nhiên, con số 5.200 tấn là khổng lồ, nhưng bạn vẫn sẽ không cần e sợ mình bị mắc kẹt trong những cơn mưa bụi đất dữ dội trong năm nay. Bởi lẽ mưa bụi này được làm bằng các vi vật cực nhỏ có kích thước dưới 0,7mm, bao gồm 1.600 tấn phi vật thể và 3.600 tấn tinh cầu vũ trụ đá trong không gian nóng chảy. Mưa bụi này đã được phân bổ đều ra khắp cả trái đất, do vậy bạn hầu như không thể nhận biết được. Nhưng đôi khi những diễn biến xảy ra trái ngược với dự định của con người thì có thể gây ra nguy hại vô cùng to lớn. Nhóm nghiên cứu này cũng đã thực hiện 6 cuộc thám hiểm Nam Cực trong suốt 20 năm để đem về được 1.280 hạt vi vật thể và 808 tinh cầu vũ trụ có khối lượng dưới 350 microgram. Những hạt này giúp họ tính toán tốc độ chúng rơi xuống bề mặt của trái đất, cũng như xác định rõ nguồn gốc của hạt. Nam Cực được lựa chọn bởi miền đất hoang sơ này rất ít bị ô nhiễm bởi tác động từ sinh vật sống, giúp cho bảo tồn tốt hơn những kẻ xâm nhập ngoài hành tinh. Tất cả các dữ liệu được đưa vào mô hình máy tính giúp tính toán ra những con số kinh dị nói trên. Sở dĩ trong 15.000 tấn vật chất ngoài hành tinh đổ vào bầu khí quyển, chỉ có 5.200 tấn chạm đất là vì bầu khí quyển của chúng ta dày, đã làm phần nhiều các hạt bị cháy tan biến trước khi chạm vào đất. Theo Stine Eilers, 80% lượng bụi ở vũ trụ này có nguồn gốc từ những sao chổi. Theo thông tin từ A.L. Berry, nghiên cứu từ Trung tâm Sinh học Thiên văn Tây Ban Nha đã sử dụng kính viễn vọng Gaia của ESA, cơ quan vũ trụ châu Âu, để lập bản đồ vùng cận mặt trời bao gồm chòm sao Orion, Lạp Hộ hay Thợ Săn là nơi có hệ mặt trời, chòm sao Perseus của Anh, ở khu vực rìa của Milky Skyway, thiên hà chứa trái đất, và chòm sao Sagittarius của Nhân Mã gần trung tâm thiên hà. Tiến sĩ Michak Langelo, Basta Lenoi, Gozalet và Zius Maizi Espelan cho biết quá trình này đã giúp ta tìm ra một cấu trúc bí ẩn được đặt tên là Cepheus Bruce, tọa lạc ở phần giữa cánh tay của chàng thợ săn Orion gần hệ mặt trời, và chòm Perseus Anh Tiên. Vùng Cepheus Bruce này ẩn chứa dạng sao manh động bậc nhất trong vũ trụ, trước đây bị tưởng lầm là một vùng trống rỗng. Chúng có kích thước ít nhất gấp 3 lần của mặt trời, trong đó hầu hết là khoảng 6 lần mặt trời. Những ngôi sao này cực nóng nên tỏa ra ánh sáng màu xanh lam trong không gian. Nhiệt độ của ngôi sao có độ sắc từ màu xanh, vàng, cam, đỏ, trong đó màu xanh là nóng nhất, màu đỏ là mát nhất. Đây cũng là một trong những ngôi sao có tuổi đời ngắn nhất bởi những phản ứng hạt nhân dữ dội trong trái tim đẩy chúng nhanh chóng đến ngày bùng nổ thành siêu tân tinh. Nói trên Life Sciences, một nhóm tác giả cho biết,
Chính những vụ nổ sau này đã phân tán các nguyên tố nặng đi khắp thiên hà. Loại sao quái vật này cực hiếm và cực quý giá, được coi là thứ làm giàu hóa học cho thiên hà. Cũng chính nhờ những quái vật xanh cổ xưa đã chết mà hệ mặt trời của chúng ta mới có đủ các nguyên tố nặng cần thiết để tạo ra những hành tinh phong phú về mặt hóa học, có khả năng tạo nên những phản ứng sinh hóa, sinh ra sự sống trên trái đất. Các nhà nghiên cứu khẳng định, việc tìm hiểu về những cơn mưa bụi kỳ lạ này là cơ sở quan trọng để hiểu được những cơn mưa bụi tương tự hàng tỷ năm trước, có thể dồi dào và mạnh mẽ, gấp nhiều lần so với những mầm gieo các phần tử nước, carbon ở trên trái đất, là những mảnh ghép đầu tiên cho sự ra đời của muôn loài. Đó là theo cách nghĩ của các nhà khoa học. Kính thưa quý vị thân mến, gần đây Trung Quốc đại lục liên tục xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ. Sự việc hiện tượng kỳ lạ chúng tôi đem đến cho quý vị ngày hôm nay còn đáng sợ gấp ngàn lần. Vào ngày hôm qua, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã phải hứng chịu một buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão táp nổi lên. Kế tiếp là sấm chớp gây người kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Kinh hoàng hơn khi tia chớp kéo dài 3 tiếng đồng hồ gây cháy một trạm điện, may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Vào ngày hôm qua giữa buổi trưa ở Hải Khẩu, thời tiết khắc nghiệt liên tiếp trong 3 tiếng đồng hồ. Hải Khẩu đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi bùng rất dữ dội, kèm theo đó là tia chớp, sấm sét đùng đùng. Cảnh tượng đó giống như chỉ có trong phim ảnh. Giờ đây là sự thật khiến cho người dân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô cùng hoang mang và lo sợ. Họ lo sợ không biết phải hứng chịu những tai họa nào của thiên tai nữa. Theo thống kê được công bố sau đó bởi Trung tâm Phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng Hải Khẩu, từ khoảng 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều ngày hôm qua, số lần sét đánh ở Hải Khẩu lên tới 4.207 lần, với trung bình 23 tia sét một phút. Rất nhiều người dân ở Hải Khẩu xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn dông và sấm sét kinh người này lên mạng xã hội. Nhanh chóng, đoạn video này đã trở thành file hot nhất của mạng xã hội. Một công dân sống tại quận Hồng Khẩu, Hải Khẩu đã nói rằng, sấm chớp này sao mà vang to như tiếng nổ vậy, còn có cảm giác mặt đất rung chuyển. Năm nay đúng là một năm bất thường. Cũng có một cư dân mạng khác nói rằng, trưa hôm đó đột nhiên Hải Khẩu có sấm sét, âm thanh vô cùng to, nghe giống như một vụ nổ vậy. Bình thường là bản thân tôi không phải là người sợ sống chết, nhưng lần này bị dọa khiếp chết tía. Theo hãng tin AP đưa tin, cảnh tượng tia chớp dữ dội như xé toạc bầu trời ra thành đôi, những tia chớp di chuyển thật đáng sợ như đang trượt đuổi đánh ai vậy. Chưa dừng lại ở đó, vì sức mạnh của tia chớp kèm theo tốc độ đánh của nó đã khiến một trạm điện bị bốc cháy. Thật may vì thời điểm này người dân đang nghỉ trưa và trạm điện cũng cách 2 km với những nơi đông dân ở khu vực này. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, vào lúc khoảng 17 giờ 53, tòa nhà ở khu dân cư quận Thiết Tây của thành phố Hải Khẩu bị sét đánh trúng, xuất hiện nhiều tia lửa. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng cho thấy nhiều tia chớp đột nhiên vọng lên một âm thanh lớn giống như tiếng bom nổ. Trong nháy mắt, một cột sáng màu cam đánh vào một tòa nhà cao tầng gần đó. Tia lửa xuất hiện khắp nơi rồi rơi xuống mặt đất. Cơ quan chức năng Trung Quốc giải thích là do sét đánh vào dây điện làm cháy bãi cỏ, đồng thời đưa ra thông báo đã có 13 người thiệt mạng trong chiều ngày hôm qua. Công ty điện lực địa phương cho biết dây điện cao thế đã bị hư hại, việc cung cấp điện đang gặp gián đoạn. Sự việc khiến cho người dân địa phương vô cùng lo lắng khi cơ quan khí tượng Hải Khẩu tối qua liên tục đưa ra cảnh báo về mưa lớn sấm sét. Theo một người dân ở địa phương tên là Chi Lưu chia sẻ, sự thật dùng mình, sắp nổ một cái đột nhiên trong nhà máy điện, bây giờ trời đã oi bức, lâu rồi vẫn chưa có điện, không dám bật công tắc điện, quạt máy, điều hòa đều không mở được, thực sự là rất nóng. Theo Weibo, Hải Khẩu đã đăng thông báo của chính quyền cho biết, đài quan sát khí tượng trung tâm Hải Khẩu vào lúc 12 giờ 39 ngày hôm qua đã cập nhật tín hiệu cảnh báo màu xanh. Mưa bão ban đầu thành cảnh báo màu vàng và cảnh báo rằng trung tâm thành phố Hải Khẩu của một số khu vực cục bộ khác. Sau đó đài quan sát khí tượng đã cập nhật tín hiệu cảnh báo màu vàng, sấm sét thành tín hiệu cảnh báo màu cam sấm sét vào lúc 1 giờ chiều qua. Thông báo dự kiến rằng trong 2 giờ nữa, các khu vực như trung tâm thành phố Đông Sùng, Minh Phụng, Hiền Tùng Giang, thành phố Vấn Hành, Gia Định, Bảo Sơn có khả năng cao có sấm sét mạnh và khả năng xảy ra tai nạn do sét đánh cũng tương đối cao. Theo như dữ liệu công bố lần cuối của Hải Khẩu đưa ra cảnh báo màu cam lúc 14 giờ cùng ngày, những tia sét to phát nổ trên bầu trời giữa trưa như muốn xé tạc một gốc cây. Một cư dân mạng nói sấm sét hôm qua cũng rất đáng sợ, cảm giác như muốn bổ đôi tòa nhà ra. Mỗi người dân địa phương phản ánh. Cũng có người dân Nhạc Dương nói rằng tia sét chiếu sáng bầu trời, ngói trên mái nhà của cô cũng bị thổi đi, mọi thứ trước nhà cũng bị tung bay. Ngoài ra, các am ở Vân Nghi cũng như những nơi khác ở tỉnh Giang Tây cũng xuất hiện hiện tượng sấm sét. Nhiều người đã bị đánh thức khi đang ngủ. Trong khi đại lục không ngừng xuất hiện các hiện tượng lạ ở khắp mọi nơi, sự việc kỳ lạ này đã khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Trong 12 giờ, có đến 140.000 tia chớp, oán niệm quá nhiều. Ông trời đang khóc cho những người chết vì dịch bệnh Covid-19 đã qua đời. Người làm việc gì đều có trời cao trừng giám. Khí hậu bất thường, dịch bệnh lây lan không phải là hiện tượng bình thường. Cảm ơn quý vị
vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ, chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc thực sự năng động và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.